xin chào thầy và các bạn, mình là An Khương, học lớp dây ngành của bác sĩ Nguyên của bệnh viện Thái. Thì hôm nay mình sẽ các bạn về các nội dung học của chín môn tiểu dương công của đường tiêu hóa. Thì môn đầu tiên mình có anatomy, thì chúng ta sẽ học giải phẫu của hệ thống tiêu hóa đi từ miệng xuống dưới hậu môn. Sinh lý và sinh hóa thì chúng ta sẽ gặp lại học chung về một từ khóa đó là sự hấp thu absorption. Thì chúng ta sẽ học hấp thu của âm trên mặt cửa và ống ngực. Thì nói ống ngực thì sẽ hấp thu chuyện những cái thức ăn mà có lượng phân tử lớn hơn 65.000 cation. Về vi sinh thì chúng ta sẽ học năm vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa, như là bao gồm Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia và Klebsiella. Môn thứ năm thì chúng ta sẽ học histopathology. Thì chúng ta sẽ học hai vấn đề là đám rối và ung thư. Và đám rối thì chúng ta sẽ học đám rối Meissner và đám rối Erbach. Đám rối Meissner thì điều khiển sự tiết dịch trên trong tinh hoàn tiêu hóa. Còn đám rối Erbach thì điều khiển như động ruột. Về ung thư chúng ta sẽ học hai loại là adenocarcinoma và GIST. GIST là viết tắt của gastrointestinal stromal tumor. Về embryology thì chúng ta sẽ học về ba phần tức là foregut, midgut và hindgut. Về ký sinh trùng thì chúng ta sẽ học họ nematoid, có nghĩa là vuông tròn, bao gồm là vuông đỗ và vuông kim. Immunopathophysiology thì chúng ta sẽ không học. Và về nhập mặt vật lý chúng ta sẽ học PD and PK, có nghĩa là pharmacodynamics and pharmacokinetics, có nghĩa là pharmacodynamics thì chúng ta sẽ hiểu là cơ chế tác động của thuốc nó sẽ làm gì. Và pharmacokinetics thì chúng ta sẽ biết nó là đi về đâu và